Con này cũng đang đứng đỉnh, ngay trên đỉnh. Hồi xưa cách mạng nó cũng trốn ở trong này, lòng thức dục. Thức dục là nước ban đêm, việc từ tí không ai nhớ là nước đêm. Trên này có rất nhiều bệnh nhân. Hồi xưa chiến tranh ở đây cũng đánh giặc dữ lắm, Mỹ thổ dân ba đây cũng nhiều. Họ tính ra tiền với mấy là 2 triệu đô la. Chép luôn, chép đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không mà heo qua mà dơi nữa anh à qua để thốt anh Đây mẫu thân mà xu mới đã bay ở chú ở hải này. Hát hát lô có bình ở hải. Thấy hổ à thân mới ấy đã lấy bay chênh. Tốt ở kia đã chú tới bát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải Nam Tông là Phật tử người ta dân là xin nhắc kết chứ chàng phải đa số là đồng mạnh mà Phật tử người ta dân cho thì cái gì quan mới làm thôi, cỡ khoảng 2-3 năm nay chứ hồi xưa cái không có đường đi vô đây, đi vô đây là đi đường đường đất rồi khó đi. Sao ta làm đường đi vô cái đập có đường nhựa đi vô. Trong bốn cái đập ở huyện Tri Tôn thì có cái đập của Âu Thùng là đẹp nhất. Bốn đập ở huyện Tri Tôn là gồm có là đập Âu Thùng. Ôi chú Quỳnh bốn bánh bốn bánh 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 Còn cái bà hơi xanh xanh nó chưa có chín là phải mau quá làm sao leo được trời. Cái này cái này nó còn xanh nữa chưa chín là tới chín cái nó mới dần chân thiên nguyên tức hãy sỏi chứ
cái tiền đó này. Cái này nó còn này khi người ta sống nó còn xanh này. Thế này chín nó còn này. Hai vợ chồng mình ông xuống đây thì con dẫn cho đi coi coi dâu mà đưa lên mạng cho lên mạng cho lên luôn cho đừng có đưa lên mạng cái này dâu mà dẫn em chị đi vô đây coi thằng dâu này dâu trắng này bay đấy tốt dạ không? Dạ. Người dân tự dùng bằng cái nơi đây đó hả? Dạ. Dạ. Anh. Mới buồn nào, đang lòng lòng, lòng lòng, cái đại tuôn thì đò mới. Ê, lòng đó. Áp chân chưa biết thế sao vậy? Lòng tao, cà thốt. Phải tích, phải tích anh. Đang tích là bảy plate anh đây. Bảy plate cái lẹo mà xin đấy. Mấy đứa nó con tiếp tôi để cho nam với tôi bị thấy gì nó tôi hiểu nhau vô đâu rồi mấy đứa nó vẫn giao cho ngành bây giờ mới cây dữ dằn như này cái chuông ngọt ngọt. Bây giờ 1 ký chỉ còn có 10 ngàn thôi. Hôm trước là tôi mua đây 20 vô đây luôn. Đây tự nhiên rớt giá. Dạ, nhiều lắm. Tự nhiên mày rớt giá. Một ngày đó chừng 20 xe. Hơn 20. Bây giờ bán nhâm đắp này chứ không hết được. Mày rớt nó cũng tùm lưng lắm. Nó rụng hết buồn hết rồi. Ngày bên này lên luôn á. Thôi tụi nó còn lên kìa. Đó, 30 ký. Bữa nay thì đưa ngày mai tụi con lên cái trang đó là thấy tụi con ở trên đó rồi. Đâu rồi? Nói gì chào mà con chào chào gì? Chào mai mốt tụi nó nổi tiếng nó quên tôi rồi mấy đứa này luôn. Nhiều vô nhau ít đáp. Hả? Nhiều vô dầu. Sao? Cái dầu. Cái này nè. Cái dầu. Dầu gừng. Dầu ấy dầu. Cái này dầu chứ dầu gừng gì người ta kêu bằng dầu da vàng. Dầu da vàng. Nó có loại dầu da xanh nữa. Hả? Dầu da vàng. Dầu da vàng. Dầu da vàng. Quá cho nó quá cho nó tổng bảy để cho cái nhánh nó lên cao quá chứ mà thằng người ta chặt cho nó thấp xuống hình đây hình lớn là để thiên nhiên còn cái mít thì nó dài nào cho tôi được sống trong